Chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại chuỗi 15 phút học hóa mỗi ngày, phần lý thuyết calculus đề số 04 của thầy. Và như các em đã biết thì cái phần này là thầy tạo nên với mong muốn là rất muốn là cho tất cả các bạn và các em không bị sai bất kỳ một câu lý thuyết về phần calculus nào. Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể ủng hộ thầy bằng cách là chia sẻ lại buổi học này cũng như là tag giúp thầy tất cả các bạn và em vào đây ạ. Mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Câu số 1. Công thức phân tử của tinh bột dễ quá. C6H10O5 tất cả n lần, đúng không? D. Câu 2 ạ. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Thì monosaccharide thì mình chỉ có hai anh thôi. Một là anh glucose, hai là anh fructose. Đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu số 3. Xác là nguyên liệu để làm bánh kẹo. Số nguyên tử carbon trong xác C12H22O11. Vậy số carbon trong xác là 12. Câu 4 ạ, số nhóm OH trong phân tử glucose. Thì glucose chúng ta biết rồi, nó sẽ có 6 nhóm OH. Vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu số 5 ạ, chất nào sau đây là thành phần chính của bông nõn? Thì bông nõn của chúng ta thành phần chính nó chắc chắn là gì ạ? Cellulose rồi. Không lệch đi đâu được, đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu số 6, chất nào sau đây không tan trong nước lạnh? Không tan trong nước lạnh thì là tan ít trong nước nóng đấy, thì nó là tinh bột. Tinh bột là không tan trong nước lạnh. Còn lại glucose và fructose thì đều tan trong nước lạnh hết. Câu 7. Tinh bột được tạo thành ở cây xanh nhờ phản ứng gì? Thì tinh bột được tạo thành ở cây xanh nhờ phản ứng quang hợp. Câu 8. Cho các chất, số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. Thì điều kiện để thực hiện phản ứng thủy phân ấy là nó phải là bọn disaccharide hoặc là polysaccharide. Thì glucose là mono là không được. Xác được, sen được, tinh bột được. Vậy mình sẽ có 3 anh: xác, sen, tinh bột. Dễ. Câu số 9. Xác không tham gia phản ứng nào? Thì xác nó là disaccharide, thì nó chắc chắn là thủy phân với xúc tác enzyme. Là cái chuyện đây là chuyện dĩ nhiên. Thủy phân nhờ xúc tác axit chắc chắn có. Tác dụng với COH lần màu xanh lam chắc chắn có bởi nó có OH đa kể. Vậy thì nó không tham gia phản ứng trắng bạc. Trắng bạc là nó không, tuyệt đối nó không trắng bạc. Ok chưa? Bởi vì nó không có nhóm CH2O thì nó sao nó trắng bạc được. Câu số 10 ạ. CO2 tạo thành X. Ô, câu này khó đấy. CO2 tạo thành X. X tạo thành Y. À, CO2 tạo thành X thì X chỉ có thể là tinh bột, bởi vì đây là một phản ứng gọi là phản ứng quang hợp, đúng không ạ? Ồ, câu này cũng hay đấy nhờ. CO2 tạo thành X thì X là tinh bột, X chỉ có thể là tinh bột thôi. Sau đó tinh bột thủy phân thì sẽ thu được glucose. Glucose thì lên men thì tạo thành CH5OH. Vậy Z là ethanol. Còn ethanol này enzyme thì tạo thành CH3COH là đúng rồi. D. Quá dễ. Quá ngon lành thành đạt. Câu 11 ạ. Saccharose và glucose thì đều tham gia phản ứng gì? Thì chúng ta thấy rằng là sac và glu thì nó đều điểm chung là có nhóm OH đa kể. Chính vì vậy nên nó sẽ đều tham gia phản ứng tác dụng với COH hai lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam. À. Thực tế cũng chứng minh điều đó. Câu 12. Cho các tính chất sau, cellulose có tính chất nào sau đây? Cell có dạng sợi. Đúng. Không tan trong nước. Tan trong nước Schweizer đúng. Tác dụng với HNO3 trong NH2O4 đúng. Trắng bạc không. Thủy phân có. 1 3 4 6 1 3 4 6 B 1 3 4 6. Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai? Thủy phân xác thì thu được glu và fructose đúng. Amylose là polymer không phân nhánh đúng. Xác có vị ngọt hơn fructose sai, fructose vị ngọt nhất. Glu còn được gọi là đường nho đúng. Vậy sai ở đây là C. Câu 14. Glu không có tính chất nào sau đây? Glucose nhá. Glucose có nhóm anhít nên có tính chất anhít. Có OH đa kề nên có tính chất của polyancol. Có lên men. Vậy là không có tính chất là tham gia phản ứng thủy phân, bởi vì glucose không tham gia phản ứng thủy phân. Nó là monosaccharide làm sao thủy phân được. Câu 15 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Tinh bột dễ tan trong nước sai. Tinh bột là không có dễ tan trong nước được. Frug có phản ứng trắng bạc. Đúng. Frug thì ở trong môi trường, trong thực hiện phản ứng trắng bạc ấy, thì frug nó chuyển hóa thành glu. Đúng chưa? Bởi vì ở trong môi trường kiềm mà thì nó trắng bạc.
Sen tan trong nước sprayer, đúng. Dung dịch glucose hòa tan CH lần tạo dung dịch màu xanh lam, đúng. Vậy không đúng là câu 16 ạ. Thủy phân hoàn toàn tinh bột cho dung dịch axit vô cơ loãng thì thu được chất hữu cơ X. Thì X chúng ta là glucose. Lên men X thu được Y thì lên men X thì lên men glucose thì chắc chắn mình sẽ thu được ethanol hoặc khí carbon. Nhưng mà khí carbon X nhưng đây là chất hữu cơ thì nó chỉ có thể là ethanol thôi. B bỏ. Câu 17. Carbohydrate Z tham gia chuyển hóa. Z cộng CH2 lần OH trừ dung dịch màu xanh lam. Vậy là có OH đa kể. Nhưng đun nóng có cái tủa đỏ gạch. Vậy nó phải có nhóm chó. Glucose được, man được. Fructose thì trong môi trường kiềm thì chuyển hóa thành glu được. Vậy không thể thì không thể là xác. Không thể là xác carbohydrate. Câu 18 ạ. Úi dồi ôi. Tiến hành các thí nghiệm oxy hóa glucose bằng AgNO3 trong NH3. Cho 1ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch. Nhỏ từ từ NH3 đến khi kết tủa tan hết. Ô, câu này quen thế, gần gần giống như là cái đề số 03 các em nhỉ. Cho các nhận định sau. Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm chứa phức bạc, đúng. Bước 1 trong nhỏ đến kết tủa tan hết chứa phức bạc rồi. Phức bạc amoni mà. Bước 4, glucose bị oxy hóa thành muối amoni gluconat, đúng rồi. Glucose thì hệ tính khử, bạc cộng hệ tính oxy hóa nên là glucose bị oxy hóa là đúng. Kết thúc thí nghiệm thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương. Chính xác, phản ứng trắng bạc mà. Ở thí nghiệm trên, nếu thay glucose bằng fructose hoặc xác thì đều thu được kết tủa tương tự. Sai, xác thì không thể thu được kết tủa như thế được. D sai. Thí nghiệm trên chứng tỏ glucose là hợp chất tạp chức. Không phải. Thí nghiệm này nó chỉ chứng minh glucose có nhóm chức CHO chứ không thể chứng minh là có nhiều nhóm OH được. Bởi vì đây phản ứng trắng bạc mà. Vì vậy nên mình chỉ có là A, B, C đúng rồi. Vậy 3 phát biểu đúng. C ạ. Câu 19. So sánh tính chất của glucose tinh bột và xác và sen. Cả 4 chất đều dễ tan trong nước. Sai. Sen không tan trong nước. Trừ sen, glu, tinh bột, xác đều tham gia phản ứng trắng bạc. Tinh bột không trắng bạc. Sai tiếp. Cả bốn chất đều bị thủy phân trong môi trường axit. Sai, glucose làm sao thủy phân được? Khi đốt cháy hoàn toàn bốn chất trên đều thu được CO2 và nước bằng nhau. Glucose C6H12O6 chứ tinh bột nó là C6H10O5. Tất cả N lần, thằng này đốt cháy cho N CO2 lớn hơn N nước. Sai tiếp. Cả bốn chất đều là chất rắn. Màu trắng, đúng. 1, 2, 3, 4 là sai. Vậy 4 cái không đúng. C ạ. 20, câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Cho các phát biểu sau. Nhỏ dung dịch iốt vào hồ tinh bột thì thấy có màu xanh tím. Đem đun nóng thấy mất màu. Để nguội lại thấy màu xanh tím xuất hiện. Chính xác. Cái này thầy vẫn nói. Thầy nói cực kỳ kỹ trong cái bài tinh bột của thầy. 2, glucose là mất màu dịch brom. Chính xác. Tinh bột không tan trong nước lạnh. Tan trong nước nóng tạo thành dung dịch keo nhớt. Chính xác. Sen là thành phần chính tạo nên lớp màng thực vật. Đúng. Và bộ khung của cây cối. Chính xác. Amylopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết alpha 1,4 glycosid. Sai. Amylopectin nó có hai cái. Một cái alpha 1,4 glycosid và một alpha 1,6 glycosid. Trong phản ứng trắng gương, glucose đóng vai trò chất đồ xóa. Sai. Glucose đóng vai trò chất khử. Còn bạc cộng đóng vai trò chất đồ xóa. Vậy số phát biểu đúng của mình có là 1, 2, 3, 4, 4 phát biểu đúng. C ạ. Ok. Thầy hướng dẫn cho chúng ta xong toàn bộ về đề lý thuyết số 04. Để các bạn nhìn thấy. Đây là những câu lý thuyết rất hay. Và nếu mà thực ra cá nhân thầy muốn là chúng ta phải làm trước đi. Sau đó chúng ta xem cái buổi chữa của thầy thì nó mới có ý nghĩa. Thì các em mới biết được các em sai đâu. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi chữa lý thuyết số 05. Chào tạm biệt.